Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh xưởng bán đồ gỗ giá tận gốc. Ngày hôm nay đồ gỗ chúng tôi xin lạnh được giao hàng, bàn giao lại bộ bàn ghế cho anh Lâm ở Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Thì hôm nay cơ sở đang có mặt ở trước nhà anh Lâm và đang chuẩn bị bàn giao cho anh Lâm một bộ bàn ghế là rất là đẹp. Anh Lâm vừa mới xây nhà xong thì anh đã lựa chọn luôn ở bên cơ sở chúng tôi là một bộ bàn ghế sản phẩm, và hôm nay cơ sở chúng tôi đang tiến hành là bàn giao bộ bàn ghế cho anh Lâm. Đây thì đây là quang cảnh nhà anh Lâm. Thì trước khi giao hàng thì hôm nay anh Lâm là sẽ đang mua bên cơ sở chúng tôi là một bộ hộp cuốn thư chất liệu là gỗ hương đá tuyển chọn, anh mua mộc. Đây thì ở đây mới đang chỉ có mấy món thôi, thì cơ sở chúng tôi chưa hạ hết xong. Đây mọi người thể nhìn qua xem. Và một lát nữa thì em sẽ quay đây chỉ là khung cảnh ngoài sân nhà anh Lâm thôi. Đây, và đây là nhà anh Lâm mọi người ạ. Rất là đẹp luôn. Thì một lát nữa thôi thì cơ sở chúng em sẽ xin kê bàn và sẽ sắp xếp lại cho phòng khách nhà anh Lâm bộ sản phẩm như này. Thì mời quý vị chờ trong giây lát thì chúng tôi sẽ cho mọi người xem phòng khách nhà anh Lâm trước khi có bàn ghế và sau khi được kê bàn ghế ở xưởng gỗ giá gốc chúng tôi vào. Thì đây, thì trước tiên thì mọi người phải nhìn thấy em. Đây, đây là anh Lâm. À, anh Lâm cho em xin phép được quay phòng khách nhà mình một lát anh Lâm nhé. Vâng, thì đây, đây anh Lâm. Một anh rất là đẹp trai. Vâng, đây, đây là phòng khách nhà anh Lâm mọi người ạ. Đây, đây cái không gian nhà anh Lâm, nhà vừa mới xây xong rất là đẹp. Thì mọi người có thể nhìn xem. Đây, và xin mọi người chờ chúng tôi sau một giây lát thì cơ sở chúng tôi sẽ quay và cho mọi người xem khi sau khi kê bộ sản phẩm của cơ sở chúng tôi vào thì sẽ thay đổi không gian phòng khách làm sao. Thì và bây giờ thì mọi người xin chờ chúng tôi một chút và cơ sở chúng tôi sẽ tiến hành kê bộ bàn ghế vào cho anh Lâm. Dạ vâng, thì đây là sau khi cơ sở chúng tôi đã kê xong bộ sản phẩm Âu Hòa Hộp chất liệu là gỗ hương đá chương cuốn thư và nhà cho anh Lâm. Đây thì mọi người thể nhìn xem. Đây, đây là không gian của nhà anh Lâm khi kê bộ sản phẩm này vào, rất là đẹp. Thì hàng ngày anh Lâm đã lựa chọn bên cơ sở chúng tôi là anh Lâm là hoàn thiện xong, và anh Lâm ưa chuộng để mộc, để chơi vân gỗ tự nhiên. Và đấy thì mọi người thể nhìn xem trước mắt đây, mọi người là một bộ hộp chất liệu là gỗ hương đá, hàng siêu vân, hàng vô cùng là liền lạc, lục lõi của cơ sở chúng tôi. Đấy thì mọi người có thể nhìn hình dung ra xem cái bộ này ấy, thì cột nó rất là to. Cột này bên cơ sở chúng tôi làm cột là cột 12 mọi người nhớ, cột 12, hàng gồm 7 món anh Lâm đặt bên chúng tôi, hàng gồm 7 món rất là đẹp, đoạn dài là 2m4. Vâng, chương là chương cuốn thư, vách là đục đùng cúc trúc mai, hàng rất là dày, liền lạc lục lõi luôn cả nhà nhớ. Đây, anh Lâm còn đặt thêm một chiếc ghế đơn nữa để kê vào phòng khách nhà mình. Thì mọi người thể thấy đấy, đây, anh đã kê hai ghế đơn ở hai bên và một ghế đơn ở giữa và một và đoạn dài thì anh Lâm đã lựa chọn ở bên góc tay phải ở nhà mình. Và anh Lâm đã đi vào phát là anh Lâm đã lựa chọn luôn là đoạn dài sẽ quay để ở bên phải nhà mình. Và đây mọi người thể nhìn xem không gian nhà anh Lâm sau khi kê bộ sản phẩm này vào mỹ mãn như nào. Đấy, đây là không gian phòng khách, chỗ tiếp khách của nhà anh Lâm rất là đẹp ạ. Đấy, một ngôi nhà rất là hiện đại, khi kê bộ sản phẩm này vào sẽ tô điểm cho căn nhà của mọi người rất là nhiều. Và thì đấy, thì bộ này thì bên cơ sở chúng tôi làm cho anh Lâm phải gọi là vô cùng chất lượng. Thì đây là anh Lâm. Thì anh Lâm ơi, thì sau đây thì em xin phỏng vấn anh đôi chút, thì anh có cảm nhận gì thì sau khi bên cơ sở chúng em là giao bàn giao bộ sản phẩm này đến nhà cho anh, và anh thấy là chất lượng và như nào, thì anh có thể cho em xin một đôi lời phỏng vấn được không ạ? Vâng, mình
trước tiên là rất chi là cảm ơn các bạn về cái trong cái công việc như là thái độ phục vụ rất chi là nhiệt tình. Và xin chân thành cảm ơn anh ạ. Chất lượng cơ bản là cơ bản cũng tương đối ổn. Và mình thích mộng, mình thích để trải nghiệm cái hơn. Dạ vâng ạ. Và cảm ơn. Và thank you anh Lâm rất là nhiều. Vâng. Thì anh Lâm có điều gì là muốn đóng góp cho cơ sở chúng em không ạ? Vâng. Mình mong rằng là cơ sở các bạn tiếp tục phát huy hơn nữa và đạt được cái nhiều cái đơn hàng tốt và có những sản phẩm nhiều mang nhiều tinh hoa quý hơn. Và xin chân thành cảm ơn. Và em xin chân thành cảm ơn anh Lâm rất là nhiều. Dạ vâng, thì thay mặt công ty thì cơ sở chúng em xin chúc gia đình anh là làm ăn là thuận lợi, là phát đạt, sức khỏe dồi dào và gặp thật nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn anh Lâm ạ. Vâng, đây em xin chân thành cảm ơn anh. Vâng, đây mời để nhìn xem không gian anh Lâm. Thì mọi người ai đang quan tâm mua sản phẩm gì thì cứ để lại cho em bình luận phía dưới, em sẽ tư vấn và hỗ trợ cho tất cả mọi người. Và video của em thì đến đây là xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ.